Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án iRobot với con CryptoMum. Con này thì có ký hiệu là KMum, chia sẻ 300k cái token này nhé. Dự án này thì là chia sẻ cho tất cả các thành viên luôn. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái nền tảng glam.io nhé. Chúng ta làm trên nền tảng glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì chúng ta nhớ là chúng ta đăng ký nhé. Chia sẻ cái này là tất cả mọi người nhá. Còn cái này thì là surprise bonus là dành 3S 3EGGS cho ba bạn lucky may mắn nhất. Ok, chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải follow Twitter này. Con này thì làm khá là nhiều nhiệm vụ nhá. Làm nhiệm vụ khá là nhiều đấy, mà những mấy cái nhiệm vụ khá là lặt nhặt. Đấy. Nhiều nhiệm vụ con. Follow xong quay lại ấn continue. Red train. Nó còn dưới này này. Còn nhiều ở dưới này lắm. Chúng ta sẽ làm dần dần nhé. Red train này. Quay lại ấn continue. Còn cái này là train nhé. Nó có một cái bài viết vậy, yêu cầu mình phải train. Mọi người làm ở trên Twitter ấy thì mọi người làm từ từ nha, không nó đánh spam ấy. Ở đây chúng ta đánh từ từ thôi. Ấn I'm ready nhé. Cái này thì chúng ta sẽ join Telegram này, submit YouTube này, like YouTube này. Chúng ta sẽ đổi sang một cái tài khoản này. Theo dõi dán vào username á. Username. Like comment last photo check video. Chúng ta sẽ like, chia sẻ cũng như like và bình luận nhé. Bạn chán thế nhỉ? Đơ 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 hoài. Rồi, ok, quay lại chúng ta cũng dán cái tên thôi. Sao nó lên tận trên vậy? Rồi, quay lại đây là chúng ta theo dõi Facebook nha. Theo dõi Facebook và chia sẻ một bài viết đầu tiên. Say chưa give away video. Like. Like, chia sẻ. Công khai dán vào username username nhé, mọi người vào trang cá nhân của mình nhé, copy lấy username đây. Cái này thì chúng ta sẽ dán ví BSC nhé, ví Binance Smart Chain. Dán vào đây, ấn vào Continue. Cái này thì chúng ta sẽ theo nhé, theo ba cái group ở trên Telegram ấy. Trời ơi, tao đã đầy rồi, bắt tao theo nhiều thế. Mọi người ấn Join thôi. Quay lại đây, mọi người setting nhé, mọi người copy là cái tên này. Dán vào đây. Continue. Đấy, cứ như thế mà làm thôi.
chúng ta phải làm hết những cái nhiệm vụ trên này thì dưới nó mới mở những cái nhiệm vụ ở dưới cho mình làm. Có những con nó mở sẵn cho mình dễ, con này nó không mở nha. Đây, tiếp tục, chưa hết là nó chưa mở luôn. Con này ngon đấy nhá mọi người ơi, mọi người cứ làm tẹt đây con này đi, chắc chắn là có tiền. Rồi, quay lại dán tên tiếp nha. Đấy, xong nó mới mở dưới này đây này. Tiếp theo là cái này cái gì đây? Chia sẻ iDrop post Facebook. Hôm nay làm hết cho tất cả mọi người luôn, là làm hết các nhiệm vụ luôn, từ đầu chí cuối luôn. Con này còn mấy đây nữa nhỉ? 12 đây nữa là kết thúc nha. Mọi người cứ từ từ mà làm cũng được. Like, chia sẻ. Rồi quay lại profile. Đây, mọi người chạy copy tên thôi. Continue. Red fan, à cái này thì là giới thiệu bạn bè nhé. Mỗi bạn giới thiệu thì sẽ nhận được thêm 3 point. Đấy, 3 point. Các bạn cứ kiếm càng nhiều point càng tốt. Còn cái này là ở trên Twitch TV à? Hình như là cái này mình chưa đăng ký hay sao ấy. Ôi giời ơi, bây giờ lại còn phải đăng ký nữa. Jonathan. Không khả dụng à? Rồi, ok, tên này là chưa có này. Mật khẩu nha. Ngày tháng năm sinh. Mọi người cứ điền bậy vào cũng được. Chúng ta sẽ dán vào số điện thoại nhé. 7 0084, các bạn bỏ số 0 đi nhé. 706 674 028. Đăng ký luôn. Trời ơi, nó bắt verify phone. Nó bắt verify phone vợ. Chờ một ít nữa, nó chưa gửi về luôn mọi người. Cái nhiệm vụ này mình làm sau nha mọi người ơi. Ở dưới này thì chúng ta sẽ ấn Flow Medium. Đi vào rồi à? Em ơi, đi ra đây em ơi. Em sang bên kia đi sang bộ nhá. Em đi qua cái cột đấy. Không không, đi qua nữa. Đấy, cái cửa trước mặt em ấy. Đây 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 đây. Đây. Đúng rồi, xuống dưới phải nhá. Mọi người copy lấy tên này. Dán vào đây. Đến Reddit của nó thôi. Cái này thì mình visit là mình không phải theo gì cả nhé mọi người nhé. À cái này nó còn bắt allow nữa. Cái này thì là add MetaMask này. MetaMask là các bạn sẽ phải có một cái tài khoản của mình nhé. Đấy, các bạn phải có tài khoản trước. Con này đang có giá là khoảng 0,05 đô la một đồng. Ở đây thì mọi người có cái nút sao này, mọi người add vào đây, nó màu xanh là được. Còn ở bên này thì mọi người ấn vào whitelist. Whitelist này. Các bạn phải thay đổi cái tên của mình nhé. Như cái này mình chưa có thay đổi tên hay sao. Đây. Thì chúng ta sẽ thay đổi tên nhé. Jonathan. Ôi dồi ôi. Bạn ơi đi thang bộ nhá. Thang thang máy khóa rồi. Đấy, mọi người phải chỉnh tên nhé. Sau đấy dán tên vào đây. Ok, cái này thì là discount. Mọi người join cho mình cái nữa.
Trời ơi, con này nhiều nhiệm vụ quá à.